Xin chào các khán giả thân yêu của Khám phá cùng Mít. Các bạn thân mến, loài rắn hổ mang chúa là một loài đáng sợ và bên cạnh đó, chúng được mệnh danh là vua của các loài rắn. Ngoài ra, chúng cũng là loài vật được con người tôn sùng, nhất là ở Ấn Độ, Thái Lan và hầu hết các nước Phật giáo, chúng còn được xem như loài linh vật ở đất nước này. Vậy thì không biết loài vật này có những đặc điểm gì khiến cho con người phải tôn thờ chúng như vậy? Ngay bây giờ, hãy cùng Mít tìm hiểu về 5 sự thật nổ não về loài rắn hổ mang chúa qua video dưới đây nhé! Linh vật được các nước Phật giáo tôn thờ. Chắc hẳn các bạn rất tò mò muốn biết vì sao rắn hổ mang chúa lại được các tín đồ của các nước Phật giáo tôn thờ đến như vậy. Câu chuyện gắn với truyền thuyết nữ thần rắn Naga. Naga là một sinh vật có nguồn gốc Ấn Độ giáo. Naga trong tiếng Phạn có nghĩa là rắn hổ mang chúa tể của loài rắn, độc độc có thể giết chết một con voi trưởng thành. Người Ấn Độ quan niệm Naga là linh hồn thiên nhiên bảo vệ các con suối, giếng nước và các con sông. Đối với đồng bào dân tộc Khmer, rắn Naga được gọi là niệm, biểu trưng cho nghệ thuật điêu khắc và văn hóa tín ngưỡng bản địa thờ rắn. Có rất nhiều truyền thuyết nói về nguồn gốc ra đời của rắn Naga. Trong đó có truyền thuyết lập quốc của người Khmer khi xưa kể rằng, vị vua đầu tiên sáng lập ra vương quốc Chân Lạp là Kampu. Ngài là một quốc vương tài giỏi, được nhân dân yêu thương, tôn sùng và kính trọng. Một lần, trên đường du hành sang đất nước Indonesia, ngài gặp một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh, lại dịu hiền và có tài quyết đoán. Nàng là con gái của vua rắn Naga. Trước sắc đẹp và tài hoa của công chúa, vị vua đã đem lòng yêu mến và quyết cưới nàng làm vợ. Để cưới được công chúa, vua Kampu phải dùng sức mạnh và tài năng của mình trổ tài qua các kỳ thi thử sức đầy gay go, quyết liệt của vua rắn Naga. Cuối cùng, vua Kampu cũng giành chiến thắng và cưới được vợ. Quốc vương Kampu và hoàng hậu Naga cùng nhau sáng lập và xây dựng nên đất nước Campuchia ngày nay. Từ đó, hình tượng rắn Naga được xây dựng khắp nơi tại các ngôi chùa, cổng chùa và đền thờ với ý nghĩa là vị thần, canh giữ chốn thiêng liêng và là loài có khả năng bảo vệ nguồn nước. Trong sự tích kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có liên quan đến hình tượng rắn Naga. Lúc Hoàng hậu Maya hạ sinh ngài tại vườn Lâm Tùy Ni, Thái tử Tất Đạt Đa được một vua rắn Naga chín đầu phun nước tắm. Điển tích này được người Trung Hoa mô tả bằng đề tài điêu khắc là hình tượng chín con rồng bao quanh Đức Phật sơ sinh mà người ta quen gọi là tượng cửu long. Một câu chuyện khác lại kể rằng rắn Naga chính là vị thần hộ pháp, canh giữ viên ngọc của mọi điều ước. Viên ngọc ấy cũng tượng trưng cho tam bảo của nhà Phật. Đặc biệt nhất là câu chuyện kể về sự tích 7 ngày tu đầu tiên của Đức Phật. Trong thời gian tu khổ hạnh, Đức Phật ngồi tọa thiền dưới cội bồ đề thì mưa to gió lớn nổi lên, nước dâng cao ngập cả chỗ ngồi thiền của Đức Phật. Khi ấy, có một vị vua rắn Naga liền bò ra khỏi nơi trú ẩn của mình, lấy thân cuốn lại thành 7 vòng tròn như bảo tọa cho Đức Phật ngồi nhập định, khỏi bị ngập nước và vươn cao 7 chiếc đầu phình to ra tạo thành cái táng che chở cho Đức Phật. Do đó, rắn Naga là hình tượng cực kỳ phổ biến trong văn hóa Khmer, biểu hiện ý nghĩa Đức Phật đã cảm hóa được rắn độc và thần rắn đã phát nguyện tùng phục, theo hầu Đức Phật khi mưa to gió lớn. Nét đẹp văn hóa tôn thờ rắn Naga xuất phát từ sự giao thoa giữa tín ngưỡng Phật giáo và điều kiện môi trường sống của người Khmer. Trước đây, người Khmer vào khai hoang vùng đất Nam Bộ, họ sống trên vùng đất ẩm thấp, nhiều rừng rậm, nước ngập quanh năm do chưa có hệ thống trị thủy. Đây cũng chính là điều kiện môi trường thích hợp với các loài bò sát, rắn, cá sấu, chim, cò quy tụ về sinh sống. Riêng về loài rắn, vốn có tính chất nguy hiểm nhất là rắn hổ mang. Rắn hổ mang tuy độc nhưng người Khmer đã sớm biết cách thuần hóa, bởi từ lâu đạo Phật luôn thể hiện rõ sự nhân đạo và rắn Naga đã được Đức Phật cảm hóa và từ đó đưa vào kiến trúc điêu khắc tại các ngôi chùa với ý nghĩa giáo lý Đức Phật đã cảm hóa được cái ác. Chùa là nơi để học đạo, cải hóa người không tốt thành người tốt, có ích cho đạo, cho đời. Con rắn vốn có nọc độc gây chết người nhưng vẫn được cảm hóa trở nên hiền từ và có ích vì nó biết tu theo Phật. Đây được xem là tư tưởng mang đậm truyền thống văn hóa tốt đẹp, có giá trị nhân văn sâu sắc của người Khmer nói riêng, của cộng đồng Phật tử theo truyền thống văn hóa đạo Phật giáo nói chung. 2. Nọc độc chết người chỉ bằng một vết cắn. Theo các chuyên gia, rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân chỉ thông qua một vết cắn chỉ chứa từ 200 đến 500 mg nọc độc.
Một số trường hợp, nó có thể phun ra tới 7mg nọc độc. Đây là lượng nọc độc có thể giết chết một con voi châu Phi và làm cho 20 người đàn ông trưởng thành thiệt mạng. Nọc độc của rắn hổ mang chúa chủ yếu thuộc nhóm enterotoxin, độc tố thần kinh như hatitoxin và một vài hợp chất khác có thể giết người trong 30 phút sau khi bị cắn. Nó sẽ tấn công hệ thần kinh, gây nhiễm trùng và làm rối loạn nhịp tim, đủ khiến nạn nhân tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi bị một con rắn hổ mang chúa cắn phải? Khi bị rắn hổ mang chúa cắn, chất độc thần kinh có trong nọc rắn sẽ xâm nhập vào cơ thể, ngăn chặn hoạt động của hệ thống thần kinh và hệ thống thần kinh cơ trong vòng 15 phút đến 2 giờ, gây ra tình trạng mơ mắt, đau nhức, buồn ngủ, chóng mặt và tê liệt thần kinh, khó thở. Các mô xung quanh vết cắn bị thâm, sưng lên và chết đi. Điều này gây ra nhiễm trùng và nạn nhân có thể sẽ phải cắt bỏ bộ phận cơ thể như chân, tay, những vết thương. Nọc độc rắn hổ mang chúa cực kỳ nguy hiểm do chứa độc tố cardiotoxin nguy hiểm. Ở giai đoạn cuối cùng, độc tố cardiotoxin làm tăng huyết áp trước khi khiến tim ngừng đập và thiệt mạng rất nhanh chóng. Nếu chẳng may bị rắn hổ mang chúa cắn, bạn cần phải nằm im, dùng cố định chân tay và vùng cắn nhằm hạn chế sự xâm nhập của nọc độc vào cơ thể hoặc làm cho việc thâm nhập chậm đi và ít hơn. Không tự ý đi lại, chích, rạch vùng da bị rắn cắn nhằm loại bớt chất độc ra khỏi cơ thể. Hành động này sẽ vô tình làm chất độc di chuyển nhanh hơn trong cơ thể, giảm bớt thời gian cứu sống. Tuyệt đối không được đắp đá, chườm lạnh và không bôi các loại hóa chất, thuốc, lá cây lên vết cắn. Sau đó ngay lập tức chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ tiêm huyết thanh kháng nọc độc để tránh bị tử vong và sơ cứu vết rắn cắn. 3. Loài rắn độc có kích thước dài nhất. Chiều dài trung bình của một con rắn trưởng thành đạt tới 3-4 mét, cân nặng trung bình từ 4-6 kg. Trong lịch sử, mẫu vật dài nhất được biết đến lưu trú tại sở thú của London đạt tới chiều dài khoảng 5,7 mét. Vào năm 1951, mẫu vật hoang dã nặng nhất được câu lạc bộ hoàng gia quốc đảo Singapore bắt giữ có cân nặng 12 kg và dài 4,8 mét. Đến năm 1972, một mẫu vật nuôi nhốt khác thậm chí nặng hơn được lưu giữ tại Công viên Động vật học New York đo lường cân nặng 12,7 kg với chiều dài 4,4 mét. Theo số liệu được ghi nhận tại dãy núi Western Ghats, Ấn Độ, cá thể rắn hổ mang chúa đạt chiều dài tối đa ở tự nhiên khoảng 7 mét và có cân nặng lên tới 35 kg. Rắn hổ mang chúa là loài dị hình giới tính về mặt kích thước bởi con đực đạt kích thước lớn hơn con cái. Chiều dài và cân nặng của loài rắn này phụ thuộc vào môi trường sống cùng một vài yếu tố khác. Mặc dù có kích thước to lớn, nhưng rắn hổ mang chúa rất nhanh nhẹn và linh hoạt. 4. Tiếng gầm của hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa phồng mang rộng ra và cong người lên khi bị kích động hay gặp nguy hiểm. Vùng cổ mở rộng ra giống như một cái mui xe, với cách này sẽ giúp chúng ngụy trang thân hình của mình to lớn hơn rất nhiều và giúp chúng uy hiếp kẻ thù. Nhưng đây không phải là công cụ đe dọa duy nhất của hổ mang chúa, chúng còn sử dụng âm thanh để đe dọa kẻ thù. Nhiều người cho rằng nghe được tiếng huýt của hổ mang chúa có cường độ thấp hơn nhiều so với nhiều loài rắn khác, nhưng nhiều người lại cho rằng âm thanh mình nghe được từ rắn hổ mang chúa giống như một tiếng gầm hơn là một tiếng huýt. Trong khi tiếng huýt của mọi loài rắn có tần số khoảng từ 3.000 đến 13.000 Hz, với tần số vượt trội gần 7.500 Hz, tiếng gầm của rắn hổ mang chúa có tần số không dưới 2.500 Hz, thấp hơn nhiều so với tần số giọng nói của con người. So sánh với hình thái phân tích giải phẫu học đã phát hiện rằng túi thừa khí quản có chức năng cộng hưởng tần số thấp trong tiếng gầm của rắn và con mồi. 5. Vương quốc của rắn hổ mang chúa. Western Ghats là vùng đất rộng mênh mông, bao quanh dãy núi chạy dọc bờ biển phía tây nam Ấn Độ, là nơi ẩm ướt nhất hành tinh với 40% lượng nước của Ấn Độ được cung cấp bởi những con sông, suối bắt nguồn từ Western Ghats. Môi trường ẩm ướt phù hợp với rất nhiều loài bò sát, gồm những loài có nọc độc, trong đó hổ mang chúa thống trị các loài. Chính vì thế, Western Ghats còn được coi là vùng đất chết chóc. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là vùng đất cực kỳ đa dạng sinh học, còn có vô số loài vẫn chưa được khám phá ở đây. Western Ghats còn nổi tiếng là vương quốc của loài rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa xuất hiện khá phổ biến ở vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở các nước này, loài hổ mang chúa đang dần suy kiệt bởi sự săn bắt và thu hẹp môi trường sống.
Hiện Western Ghats được coi là nơi mà số lượng loài hổ mang chúa còn nhiều nhất thế giới. Nhiều khu bảo tồn rắn hổ mang chúa đã được quy hoạch ở Western Ghats để bảo tồn loài rắn này. Việc bảo tồn loài hổ mang chúa ở Western Ghats rất thuận lợi bởi người dân ở đây rất tôn trọng rắn hổ chúa, coi chúng như thần linh và không bao giờ giết loài này. Môi trường sống phù hợp, được bảo vệ nghiêm ngặt nên hổ mang chúa ở Western Ghats có điều kiện phát triển rất tốt và chúng có thể đạt kích thước cực đại. Chúng sống được tới 30 năm và chúng không bao giờ ngừng phát triển. Các nhà khoa học nghiên cứu về hổ mang chúa từ khắp nơi trên thế giới đã đến vùng đất này và ghi nhận hổ mang chúa ở đây có thể đạt kích cỡ tới 7 mét và nặng gần 20 kg. Điều đặc biệt là người dân và loài rắn chúa có thể chung sống hòa bình, người ta chấp nhận để chúng ở nhờ trong thời gian mới thay ra. Con người không tấn công chúng nên chúng cũng không có lý do gì để tấn công lại. Những gia đình nào sợ hãi loài hổ chúa, không muốn chúng ở trong nhà thì có thể gọi nhân viên của các khu bảo tồn đến bắt chúng thả vào rừng. Các nhà khoa học đến từ phương Tây đã có nhiều cuộc nghiên cứu về hổ chúa ở Western Ghats, thậm chí gắn thiết bị theo dõi vào những con hổ chúa khổng lồ. Tuy nhiên, rắn vua vẫn là loài cực kỳ bí ẩn. So với sự hiểu biết của con người về rắn hổ chúa, gần như vẫn bằng không. Chính vì vậy, các bạn hãy đồng hành cùng Mít để tìm hiểu nhiều hơn về loài rắn chúa này nhé! Chúng ta vừa đi tìm hiểu 5 sự thật về loài rắn hổ mang chúa và truyền thuyết về thần rắn của các nước Phật giáo. Video Mít đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên ấn like và subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho khám phá của Mít nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.